Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Bảohiemmoi.com, đang cần tuyển chuyên viên có bằng bảo hiểm hay địa ốc, 714-251-1206. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với Cà Phê Sáng và trở lại phần cuối của chương trình hôm nay. Đến bây giờ thì tất cả những tin tức đến cái làn sóng 18.9 thì thế nào rồi thưa anh Tuấn? Như quý vị cũng đã theo dõi những cái loan báo trong khoảng thời gian vừa qua, Liên Sài Gòn TV sẽ chuyển băng tần mới. Đó là chuyển sang băng tần 18.9 quý vị nhé, thay vì băng tần 57.7 bắt đầu từ ngày 1 tây tháng 11. Và cũng trên dải băng tần số 18.9, thì có tất cả các đài bạn ví dụ như Vietface, và SET, IBC, STVS Channel và nhiều các đài bạn khác nữa. Và bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 cho tới hiện tại bây giờ đó, nhiều người nói làm sao để tôi có thể có những cái băng tần này, bởi vì có nhiều quý vị cầm cái remote lên, cầm cái điều khiển lên và bây giờ bấm 18 nó không ra. Thì cái công việc quan trọng nhất đó là tới ngày 1 tháng 11 quý vị nhờ con cái hoặc là chính quý vị làm cũng được re-scan vào phần và tùy chọn đó, tùy chọn. Scan tức là quét lại tất cả các băng tần, thì lúc đó tự động dải băng tần 18 sẽ có mặt trong cái dải băng tần trong TV của quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, đó là tương lai 18.9 của Đi Đôi Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ đến với quý vị vào ngày 1 tháng 11 năm 2017. Và hôm nay thứ năm thì chúng tôi lại có mời cô Thiên Hương đến với cùng với chúng tôi để chia sẻ một vài vấn đề mà chúng tôi nghĩ trong cái thời điểm này chúng ta nên chia sẻ với nhau để hiểu biết nhiều những cái sự kiện liên quan đến nhà cửa của chúng ta. Chào cô Thiên Hương đến với chương trình của chúng tôi sáng nay, thưa cô Thiên Hương. Chào chị. Chào anh Tuấn, chào anh Trọng. Chào. Cái điều mà chúng tôi đặt nặng nhất sáng nay là chúng tôi được một số người email đến đây và họ muốn đặt vấn đề với cô là gần đây cái sự gọi là tổn thất nhà cửa do thiên tai, do tất cả những cái chuyện gì mà họ đã mua bảo hiểm. Nhưng có một số người nói rằng cái tất cả những đồ đạc ở trong nhà đó họ có cần phải update để mua bảo hiểm. Ví dụ tôi mua một cái TV có khoảng 10.000, liệu tôi cần có bảo hiểm, cần phải nêu lên trong cái mục những cái đồ đạc trong bảo hiểm trong nhà tôi, hay là tôi mua một cái giường cỡ khoảng 15.000 đại khái, tất cả những đồ đạc trong nhà của mình, thì cái vấn đề đó diễn biến như thế nào thưa cô Thiên Hương? Dạ, thưa anh Trọng, thưa quý vị, thiên tai cháy rừng thì nó xảy ra nhiều quá thưa quý vị, với anh Trọng, cho nên là giống như anh Trọng vừa nêu, Hương thì không có phải là chuyên về bảo hiểm, nhưng tại vì mình có làm về nhà cửa cũng liên quan tới bảo hiểm, cho nên là thứ nhất quý vị nào mà có nhà đã pay off từ lâu rồi đó quý vị, thì có thể là suy nghĩ rằng là mình không còn cần bảo hiểm nữa, cho nên sẽ quên đi, bảo hiểm hết hạn, không mua bảo hiểm nữa. Nè, thì quan trọng khi mà mình còn cái loan đó, khi mình đi làm tài trợ nhà băng đó quý vị, thì nhà băng bắt buộc mình phải có bảo hiểm. Cái quan trọng nhà băng đó chỉ đòi hỏi là bảo hiểm cháy thôi anh Trọng. Họ chỉ nhìn là cái số tiền để mà lỡ chuyện bị cháy, nhà bị hư, bị sập, thì họ cái tiền của bảo hiểm đủ để cho họ xây dựng lại một cái căn nhà như hiện trạng mà quý vị đang có. Còn nếu như cái phần mà mình mua thêm ở trong cái gọi là personal property đó anh Trọng với anh Tuấn, là về giường, nữ trang hay tất cả những vật dụng ở trong nhà, thì mình là phải mua thêm. Tùy theo, giống như anh Trọng nói, cái giường 15.000, cái TV 10.000, yes, quý vị phải giữ tất cả những cái receipt đó lại hết. Hoặc là trong trường hợp bây giờ technology nó tân tiến rồi, quý vị có những receipt nó sợ nó mất, thì mình chụp hình lại, mình scan, mình giữ lại trong computer của mình. Nhưng mình phải tham khảo với lại những người nhân viên bán bảo hiểm nha quý vị, là nếu tôi có những cái tài sản như vậy thì tôi cần cái bảo hiểm trong nhà tăng lên bao nhiêu. Thì nếu như vậy thì cái bảo hiểm hàng tháng mình sẽ trả nhiều hơn thưa anh Trọng. Vâng, như vậy là theo Thiên Hương sáng nay là những cái khán thính giả chúng tôi hỏi như vậy, thì theo Thiên Hương đi đến một cái câu trả lời rằng cho dù quý vị đã trả hết cái mortgage tiền nhà của quý vị, đừng có quên cái vấn đề bảo hiểm, và đặc biệt nhất là cái vấn đề bảo hiểm thiên tai là hỏa hoạn, phải không thưa Thiên Hương? Vâng, đó là một trong những sự kiện mà hiện nay chúng ta đang đương đầu với tất cả những cái biến cố tai ương đến mà có thể nói làm hư hại tài sản của chúng ta.
Và một câu hỏi khác cũng khá nhiều quý vị khán thính đã gửi vào đài và hỏi rằng về cái vấn đề chủ quyền nhà, tức là cái title nhà. Trong quá khứ 20-30 năm họ đã trả pay off, tức là đã trả hết tiền nợ của nhà băng, và đến cuối cùng thì pay off, tức là họ không còn nợ nữa. Tuy nhiên thì đến lúc mà sang nhượng cho con cái hoặc về vấn đề gì đó thì họ kiểm tra lên thành phố, lên quận hạt kiểm tra thì thấy họ vẫn còn nợ, vẫn giống như những cái thời gian trước đây. Cái điều đó có xảy ra hay không? Và nếu như có xảy ra thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào và có dễ không ạ? Một câu hỏi rất là hay. Anh Tuấn, là cái này là trường hợp rất là thực tế thưa quý vị mà Thiên Hương đã gặp trong vài tuần trước của một người khách hàng. Là xin lỗi bác trước là con phải nói ra cái trường hợp này cho tất cả những quý vị khán thính giả nghe để rút kinh nghiệm nếu như lần sau mình có gặp. Khi mà mình trả hết, khi mà mình sang nhượng tên cho con cái hay là mình sang nhượng tên cho anh chị em, khi mình xuống với lại cao thi thành phố để mình ghi nhận cái tên mình sang nhượng cái giấy tờ cho tên người mới, thì ở dưới thành phố thưa quý vị họ chỉ xét là sao, họ chỉ xét là tên người mới sang nhượng cho ai để chi họ đánh thuế lại. Tại vì khi cha mẹ sang nhượng cho con cái thì mình không phải thay đổi thuế, hoặc vợ chồng sang nhượng cho nhau thuế không thay đổi, nhưng anh chị em hoặc là không anh chị em họ hàng với nhau thì thuế đất sẽ bị thay đổi. Cái đó là cái quan trọng nhất khi họ coi. Cái thứ nhì nữa là họ chú ý đến là cái thị thực chữ ký, là cái notary đó, nó có công chứng, nó có đúng, nó có hợp lệ, nó còn thời hạn hay là không thưa quý vị. Nhưng tất cả những cái nội dung ở bên trong đó họ không có kiểm tra là có đúng chắc chắn hay là không, hay là có đúng chính xác như là chỉ hoàn thành cái thủ tục thôi, cái thủ tục thôi chứ còn mà cái chi tiết đúng hay sai không phải là phần của họ. Cái quan trọng là mỗi cái nhà họ có, mỗi cái nhà nó có cái APN number, giống như là có một cái ID cho cái nhà của mình. Như quý vị, sometimes nếu cái người làm lại cái giấy title nhà đó mà họ đánh sai một con số thôi thì họ sẽ record cái đó vô một cái căn nhà khác rồi. Giống như trường hợp anh Tuấn vừa nói thưa quý vị, nếu trong trường hợp cái nợ, khi mà mình có nợ nhà băng hay là mình vay cái nợ riêng tư dựa trên cái nhà của mình thưa quý vị, khi mình trả dứt cái nợ đó thì cái người chủ nợ mình phải có bổn phận đi xuống county đi ghi nhận ở dưới đó là cái người chủ nhà này đã trả off cái nợ này cho tôi rồi. Nhưng cái trường hợp này rất là thú vị thưa quý vị, là có một bác đã trả nợ rồi, nhưng mỗi lần bác, hồi đó khi bác mua nhà là bác mượn một cái nợ cá nhân, thưa anh Tuấn, với private lại loan. Private loan, tại vì mình không có, for some reason mình không có mượn được nhà băng. Sau khi một thời gian sau bác trả hết cái nợ đó rồi, trả hết cái nợ rồi nha thưa quý vị, thì bác có đi vay một số ngân hàng khác, nhưng mỗi lần bác đi vay mượn ngân hàng thì họ lại nói là ồ, cái nợ này của ông chưa có trả hết. Rồi bác phải lấy những cái giấy tờ chứng minh ra, đã có công chứng, đã ghi nhận ở dưới cao ti, đã đóng mộc cao ti, đã chứng minh là bác trả off cái nhà đó rồi, thì nhà băng họ mới đồng ý là ồ, cái nợ này ông đã trả off rồi. Nhưng bác về bác băn khoăn lắm, bác nói là nếu trong trường hợp mai mốt bác để nhà này lại cho con cái thì mỗi lần con cái bác cần đụng tới finance của cái nhà thì vẫn phải kiếm giấy tờ để chứng minh là cái nợ này tôi đã trả off rồi, thì bây giờ cái khúc mắc lại nằm đâu thưa quý vị. Thì bác mới gửi giấy tờ đến cho Hương có xem, thì Hương mới phát hiện ra thưa quý vị, tại vì khi cái người nhân viên họ làm với cái giấy tờ mà ghi nhận cái nợ pay off ở dưới thành phố đó thì họ làm sai. Thay vì cái nhà đó nó ở quận Los Angeles thì họ ghi nhận cái nợ đó ở Orange County. Cho nên trong trường hợp đó mình phải đem cái giấy tờ đó xuống cái county của cái nhà mình để mình nhờ họ điều chỉnh lại. Và đó lý do mà kêu sai một con số thì không những mức 1% mà mức 10%. Mà hoặc là sai thành phố luôn, họ ở Orange County, cái người chủ nợ thì ở Orange County nhưng mà cái người thiếu nợ thì cái căn nhà đó ở Thurston, ở Los Angeles. Thế tóm lại lời khuyên của Thiên Hương đối với những cái sự kiện như vậy thì Thiên Hương khuyên họ như thế nào nè? Thực sự ra khi mà mình đi làm thay đổi chủ quyền nhà hay là mình pay up nợ, khi mình ra một cái văn phòng, một cái dịch vụ của escrow hay là title company thì mình chịu khó quý vị, mình có cái bản cũ của mình ngồi lại, mình so sánh, make sure là cái ID của cái nhà mình cho nó đúng, cái description của cái nhà mình, trên đó nó sẽ có cái legal description là mình nói nhà mình nằm ở hướng nào, vị trí nào cho nó chính xác. Vâng. Kính thưa quý vị, sáng nay quý vị có điều kiện chia sẻ với Cà Phê Sáng chúng tôi một số lượng tin tức, một vài sự kiện thời sự, và cuối cùng là Thiên Hương đến với chương trình qua vấn đề tài chính, vấn đề nhà cửa. Cảm ơn Thiên Hương đã dành thời giờ đến với chương trình của chúng tôi sáng nay. Và hy vọng quý vị vẫn giữ 57.7 để cùng với Hoàng Trọng Thủy và Thảo Yên qua thời sự thế giới. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Xin kính chào quý vị.